bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi ôm lại quãng đời ngây thơ. Bài thơ em đợi em chờ anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn phải sợ cô đơn. Bên anh trọn đời chăm sóc yêu thương, buồn kể từ nay em hãy quên cái tên Nguyễn Trọng Trí đi. Dạ, em hãy gọi tên tôi là Hạng Mạc Tử. Hạng Mạc Tử, ôi ba tiếng đôi như trận bão kinh hồn vừa thôi qua biển ca. Nói chỉ đêm khô khăn vào lòng xa mà làm sụp đổ tiêu tan những thành quách uy nghiêm trầm mặc giữa điêu ta. Mai Đình sợ nghĩ thì nhân trong số kiếp già tràng, rồi đây còn ai nhớ tên Hằng Mạc Tử khi anh quay về sông đời rồi. Anh yêu bạc tha phương, anh đã bỏ quên cái tên mình trong trí nhớ. Cái tên mà quê hương còn xa lạ mà đã sâu trong lòng và Mai Đình. Mai Đình, Mai Đình ơi, em hờn anh đó có phải không em? Phải em à, vì anh đã tẩy bạc với em, anh đã tẩy bạc với em suốt cả quãng đời người. Trí ơi, từ
bảy tám năm nay anh em mình tìm cho mình một cuộc vui nhơi rồi. Anh đừng bỏ em mà đi đuổi anh đi. Mai Đình, rồi ý nghĩa cuộc đời quá đau thương. Phải hàng mắt thử chỉ là tên của một bút danh mà người đời có thể bỏ qua khi buồn thơ là càng. Bởi anh không còn tâm quyết ca ngợi dần đắng sang, bởi anh đã là phi nhân với kiếp sống tận tên nguyện trong trí của anh. Anh đã bỏ quên mà em đem vào hồn. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em. Dân ông Phi, Phục Thái cảm ơn tất cả bà con cô bác, và đặc biệt cảm ơn một người bạn, một người em đã tặng cho Hồng Thái những cành hoa nghệ thuật rất là danh dự. Xin trân trọng cảm ơn cả gia đình.